bao người, dù thân thế nhưng đâu ai mãi không giàu sang. Được nhìn một người đang trong nguy nan và xem thường, rồi ngày mai sao chưa ai tới đây nhớ nhà bạn. Ai có quan buồn chơi mới hiểu ra sự đời, một đời ai cũng có những gì cơ hàn. Người chế trong cơn nguy nan ta là ai? Thì ta nhớ đây rồi một ngày mình đổi khác. Để có mấy ai qua cơn nguy nan mới giàu sang, thì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lúa là. Ta hãy thương đời ta cố hôn mình bạn nhé, rồi tương lai mai sau từng bước lên cao. Cuộc sống đánh đua hơn thua chúng ta cứ thường sẽ thành công.